Xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 8 tháng 6 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Ảnh hưởng của cục diện tương phá khiến cho vận trình sự nghiệp gặp nhiều trở ngại. Khối lượng công việc tăng đáng kể, vô tình tạo áp lực kéo dài, đưa con giáp này vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, kéo dài. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp, ngũ hành tương sinh gắn kết mỗi lần duyên cho các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Người độc thân có sự cuốn hút đặc biệt với người khác giới. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, thu nhập không còn dư dả như khoảng thời gian trước. Người tuổi Tý nên có kế hoạch quản lý tiền bạc hợp lý hơn để có thể thoải mái trong chi tiêu. Cẩn trọng, tìm bảo có kẻ xấu ghen ghét. Tuổi Giáp Tý, hung phận lớn, dễ gây sự cố bất ngờ. Tuổi Bính Tý, làm gì cũng nên cẩn trọng. Tuổi Mậu Tý, chớ tự tin thái quá mà chủ quan. Tuổi Canh Tý, tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở. Tuổi Nhâm Tý, chuyện tình cảm gặp nhiều cát lành. Con số may mắn số 61, số 22. Màu sắc may mắn màu xanh da trời. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Nhờ ngày tam hợp nên công chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này không gặp các rắc rối nghiêm trọng. Mọi kế hoạch vẫn tiến triển như mong đợi, bản mệnh cứ an tâm thực hiện theo dự tính thì sẽ thu được những thành tích ngoài ý muốn. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc, ngũ hành thổ sinh xuất cho kim gây nhiều mâu thuẫn trục trặc cho chuyện tình cảm của người tuổi Sửu. Tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt và có điềm báo đổ vỡ do nhiều yếu tố cùng tác động. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng không ngừng nhờ các hạng mục đầu tư sinh lợi. Người tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ này để làm đầy nguồn vốn cho mình. Cẩn trọng, tình yêu đôi lứa gặp những chuyện kém vui, đừng để mãi trong lòng mà ảnh hưởng tới tâm tình. Tuổi Ất Sửu, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Tuổi Đinh Sửu, công việc hầu như không gặp khó khăn. Tuổi Kỷ Sửu, tài chính trong ngày rất dư dả. Tuổi Tân Sửu, tiền tiêu hết lại kiếm được. Tuổi Quý Sửu, tình cảm ngày càng khăng khít. Con số may mắn số 32, số 19, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Hợi. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần, công việc. Vận trình công việc của những chú hổ trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn, đường công danh sự nghiệp tươi sáng, con giáp này được cấp trên đánh giá cao năng lực và vốn kinh nghiệm dày dặn. Đây được xem là cơ hội tốt để cho những chú hổ bước tiến xa trên con đường sự nghiệp. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp nhiều điều buồn phiền. Người độc thân khó lòng tìm được ý trung nhân vì có quá nhiều tiêu chuẩn trong việc lựa chọn bạn đời. Cái tôi cá nhân ngất ngưỡng khiến cho cuộc sống vợ chồng bắt đầu phát sinh những mâu thuẫn giận hờn. Tài chính, vận trình tài lộc đảm bảo cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống, con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều. Cẩn trọng, tình cảm, gia đình có điềm báo rạn nứt. Tuổi Giáp Dần đón một ngày làm việc nghiêm túc. Tuổi Bính Dần có tinh thần nhiệt huyết trong công việc. Tuổi Mậu Dần không nên áp đặt người khác. Tuổi Canh Dần nên sửa đổi tính bảo thủ và cứng nhắc. Tuổi Nhâm Dần tình cảm không được như ý muốn. Con số may mắn số 16, số 22, màu sắc may mắn màu xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, đường công danh có những bước tiến vượt bậc, còn giáp này thể hiện được năng lực của mình trong những tình huống cấp bách, từ đó thay đổi được cách nhìn nhận của cấp trên đối với mình. Tình cảm, vận trình tình cảm không được như ý muốn, dù đã có cuộc sống hôn nhân lâu dài, nhưng những người trong cuộc không còn hòa hợp gắn kết như xưa. Tình cảm bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt khiến đôi lứa càng xa cách. Tài chính,
Vận trình tài lộc khởi sắc, nguồn thu nhập ổn định đem lại cho người tuổi Mão và gia đình cuộc sống ấm êm, thoải mái. Cẩn trọng, cảm xúc thay đổi thất thường khó định đoán và nắm bắt. Tuổi Ất Mão có thể gặp không ít những điều xui xẻo. Tuổi Đinh Mão, công việc dễ bị người khác gây cản trở. Tuổi Kỷ Mão, vận đen ập đến không kịp ứng phó. Tuổi Tân Mão, chuyện tình cảm gặp nhiều sóng gió. Tuổi Quý Mão, con đường tài lộc vượng phát. Con số may mắn số 73, số 45. Màu sắc may mắn màu xanh lá cây. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không thật sự suôn sẻ. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp không tốt khiến cho việc kết nối trong môi trường làm việc tập thể của con giáp này gặp ít nhiều cản trở. Bản mệnh nên chỉnh sửa lại tính cách hiếu thắng, nóng nảy để mọi thứ được dễ dàng hơn. Tình cảm, vận trình tình cảm ảm đạm. Những lời nhận xét, đánh giá bên lề dễ khiến cho tình cảm bị rạn nứt. Người trong cuộc bắt đầu có những nghi hoặc, thiếu tin tưởng vào người bạn đời của mình. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, nhờ sự nhạy bén, tinh tế mà người tuổi này làm ăn kinh doanh đều có những khoản thu phụ ngoài thu nhập chính ổn định và dư giả. Cẩn trọng, đánh mất niềm tin vào tình yêu nên nhân duyên sa sút. Tuổi Giáp Thìn, đi đâu làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Tuổi Bính Thìn, xử lý vấn đề khá nhanh chóng. Tuổi Mậu Thìn, vận dụng kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy. Tuổi Canh Thìn, lọc lá nhiều vô kể, tiền bạc ao ao đổ về nhà. Tuổi Nhâm Thìn, được người yêu thương và chăm sóc. Con số may mắn số 23, số 1, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi. Ngày hôm nay con giáp này có rất nhiều trong việc thăng quan tiến chức trên con đường công danh bổng lộc. Người tuổi Tỵ nên mạnh dạn trình bày những ý tưởng, quan điểm của mình vì nhiều khả năng sẽ được đánh giá cao. Tình cảm, vận trình tình cảm sa sút, ngũ hành tương xung tác động ít nhiều tới hòa khí của các cặp đôi. Dù là người đã kết hôn hay còn độc thân thì cũng nên tập trung thời gian xây dựng con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Tài chính, vận trình tài lộc kém sắc, đêm bảo có hao tài nên con giáp này cần phải hết sức thận trọng trước các những lời mời đầu tư hợp tác. Cẩn trọng, tài chính có dấu hiệu thất thoát nên thận trọng trong chi tiêu. Tuổi Ất Tỵ đạt hiệu suất khá cao trong công việc. Tuổi Đinh Tỵ thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Tuổi Kỷ Tỵ phương diện tiền bạc rất thuận lợi. Tuổi Tân Tỵ tăng sự kết nối với các mối hợp tác. Tuổi Quý Tỵ biết cách thu hút người khác giới. Con số may mắn số 8, số 12, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, may mắn hơn nhiều người. Con giáp này biết định vị năng lực bản thân và vận dụng tối đa khả năng của mình để thu được những kết quả cao nhất trong công việc. Dù khó tránh khỏi rắc rối và khó khăn, nhưng người tuổi Ngọ vẫn luôn có niềm tin vững chắc vào con đường phía trước. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp nhiều trắc trở, ngũ hành tương xung gây ra ít nhiều điều buồn phiền, đau lòng cho người tuổi Ngọ trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Người độc thân nên sống thực tế hơn, tránh mơ mộng hão quyền. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, nhờ có các tinh soi chiếu mà nguồn thu nhập của con giáp này được rủng rỉnh hơn nhiều so với khoảng thời gian trước. Cẩn trọng, chuyện tình cảm buồn phiền gây ra trạng thái tiêu cực trong suy nghĩ, cảm xúc. Tuổi Giáp Ngọ, vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Tuổi Bính Ngọ, thu nhập tăng đáng kể, tiền bạc rủng rỉnh. Tuổi Mậu Ngọ, việc kinh doanh đang thăng hoa. Tuổi Canh Ngọ, công việc chính vẫn ở mức ổn định. Tuổi Nhâm Ngọ, tình cảm dần trở nên nhàm chán. Con số may mắn số 33, số 75, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dần. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi, công việc. Vận trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi.
Dường như mọi hợp đồng, dự án đều được tiến hành suôn sẻ và không nằm ngoài sự mong đợi của con giáp này. Người buôn bán kinh doanh phát huy được thế mạnh của mình và củng cố được địa vị tại nơi làm việc. Tình cảm, vận trình tình cảm ảm đạm, ngũ hành tương xung cho thấy chuyện tình yêu lứa đôi dễ gặp điều buồn phiền. Những cặp đôi đang tìm hiểu nhau dễ gặp xung đột trong quan điểm sống, kế hoạch kết hôn do vậy mà bị trì hoãn. Tài chính, vận trình tài lộc dư giả, chuyện làm ăn, ký kết hợp đồng vô cùng khởi sắc, đem lại cho người tuổi Sửu nguồn tài vận rực rỡ. Cẩn trọng, cảm xúc tiêu cực dễ ảnh hưởng tới các quyết định quan trọng dù là trong cuộc sống hay trong chuyện tình cảm. Tuổi Ất Mùi có thể gặp rắc rối do tác động khách quan. Tuổi Đinh Mùi có thể thận trọng kiểm tra kỹ công việc. Tuổi Kỷ Mùi mối quan hệ xã giao không tốt cho lắm. Tuổi Tân Mùi không nên xen vào chuyện của người khác. Tuổi Quý Mùi tình cảm nảy sinh nhiều bất đồng. Con số may mắn số 31, số 82. Màu sắc may mắn màu nâu, màu vàng. Quý nhân phù trợ. Tuổi Tý. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi Thân. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra khả quan. Con giáp này hoàn toàn có cơ hội tốt để thăng tiến, song cần nắm bắt tốt thời cơ mới không bỏ lỡ vận may. Trước các quyết định quan trọng, bản mệnh nên xem xét kỹ lưỡng, chi tiết và tránh để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng tới quá trình xử lý công việc. Tình cảm. Vận trình tình cảm hài hòa, tuổi Thân may mắn tìm được người đồng hành, không những ủng hộ mà còn cảm thông với nỗi vất vả mà bản mệnh đang phải trải qua. Tình cảm sẽ được bền chặt hơn khi người trong cuộc biết vun vén và biết lo nghĩ cho đối phương. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, tuổi Thân ngoài có lộc ăn uống thì còn có được các tin nâng đỡ rất nhiều trong quá trình kiếm tiền và nâng cao nguồn thu nhập hiện có. Cẩn trọng, sự thiếu thận trọng và kỹ lưỡng trong suy nghĩ, hành động dễ tạo ra nhiều rắc rối trong công việc. Tuổi Giáp Thân làm việc hăng say và hết mình. Tuổi Bính Thân tập trung giải quyết công việc. Tuổi Mậu Thân được đánh giá cao nhờ tinh thần cống hiến. Tuổi Canh Thân phương diện tài chính khả quan. Tuổi Nhâm Thân cần biết chăm sóc bản thân hơn. Con số may mắn số 40, số 58. Màu sắc may mắn màu bạch kim. Quý nhân phù trợ. Tuổi Thìn. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Nhiều khả năng con giáp này sẽ gặp một vài rắc rối phát sinh đột ngột khiến cho vận trình công việc bị trì hoãn. Chưa kể tác động của ngày tử hình nên người tuổi Dậu dễ có suy nghĩ thái quá, nói năng tùy tiện và gặp bất lợi trực tiếp lên vận trình sự nghiệp. Tình cảm. Vận trình tình cảm có bước tiến triển mới. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu, hẹn hò, quyết định tiến tới hôn nhân. Tình cảm vợ chồng được gắn kết, bền chặt và sắc son hơn. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng hanh thông. Cơ hội phát tài phát lộc đang ở ngay trước mắt. Con giáp này chỉ nên khắc phục các vấn đề còn tồn động để có đường tài vận được dễ dàng hơn. Cẩn trọng, sức khỏe cảm giác do áp lực công việc lẫn các mối quan hệ cuộc sống. Tuổi Ất Dậu khuyết khả năng làm việc nhóm. Tuổi Đinh Dậu có xu hướng tách biệt lạc lõng. Tuổi Kỷ Dậu nên sử dụng tiền bạc hợp lý. Tuổi Tân Dậu nên hình thành thói quen tiết kiệm. Tuổi Quý Dậu chuyện tình cảm không được như ý. Con số may mắn số 13, số 7. Màu sắc may mắn màu trắng. Quý nhân phù trợ. Tuổi Sửu. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Vận trình công danh sự nghiệp sẽ gặp những chuyện xui xẻo bất ngờ. Tuổi Tuất dễ bị những người thân tín nhất phản bội, đâm xấu sau lưng khiến mọi việc càng thêm rối rắm. Tình cảm. Vận trình tình cảm xuống dốc, các mối quan hệ tình cảm kém hài hòa khiến cho người trong cuộc có phần mất niềm tin vào chuyện tình yêu. Người độc thân vẫn ôm trong lòng những bi quan trong quá khứ nên khó lòng đón nhận tình cảm mới. Tài chính, vận trình tài lộc có biến động, những tưởng tiền sắp rơi vào túi thì lại bị kẻ xấu cuộn tài trên. Người tuổi Tuất nên thật thận trọng trong các mối quan hệ của mình. Cẩn trọng,
Thái độ làm việc lơ là và thiếu tập trung gây ra nhiều rắc rối nghiêm trọng trong công việc. Tuổi Giáp Tuất rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân. Tuổi Bính Tuất dễ gặp thị phi, ảnh hưởng tới danh tiếng. Tuổi Mậu Tuất tài vận không mấy khả quan. Tuổi Canh Tuất cân nhắc kỹ trước các mối quyết định chi tiêu. Tuổi Nhâm Tuất mâu thuẫn tình cảm chưa thể tháo gỡ. Con số may mắn số 16, số 29, màu sắc may mắn màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Vận may đem tới cho con giáp này cơ hội thăng tiến tới tấp. Dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh trong thời điểm này. Tuổi Hợi chỉ cần giữ vững quyết tâm cao độ, ý chí cầu tiến thì mọi chuyện sẽ được như ý. Tình cảm. Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm nhờ ngũ hành tương sinh. Tình cảm gia đình giữ được sự hòa hợp viên mãn nhờ sự thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Người độc thân có nhiều khả năng sẽ tìm thấy một nửa của mình trong ngày hôm nay. Tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái đủ đầy. Cẩn trọng, thiếu kiên nhẫn nên dễ gặp một vài rắc rối không đáng có trong công việc. Tuổi Ất Hợi, vận trình vô cùng ảm đạm. Tuổi Đinh Hợi có thể phải trả giá vì sự nóng vội. Tuổi Kỷ Hợi trở lao vào lĩnh vực chưa hiểu kỹ. Tuổi Tân Hợi đề phòng kẻo bị lừa gạt tiền bạc. Tuổi Quý Hợi mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Con số may mắn số 11, số 14, màu sắc may mắn màu đen. Quý nhân phù trợ tuổi Dần.